trong hoàng tử. Nghề trồng cỏ là tâm huyết của ông nội mày. Ê, dẹp đi. Tôi không phải là chùm cỏ. Tôi là chùm nhạc. Chùm nhạc là cái quái gì ấy? Tự đàn, tự hát, tự nghe là chùm nhạc hả? Mày ảo tưởng. Cái loại tranh gì mà người ta vẽ không có hiểu gì hết trơn cơ. Tranh trừu tượng. Em là nhạc trừu tượng. Đúng không? Nhiệm vụ của tụi em là phải đo lường thật kỹ, đào bới thật sâu. Sau đó mình mới hạ quyệt, xong mình lắp đất lại, chứ mình mở cửa mã nữa là xong thủ tục. Nãy giờ chị tả em tưởng là mua đất chôn chị không? Tạo phản, tạo phản. Tạo phản mà nội mày. Trời ơi, tán muốn xéo con chim luôn thiệt á. Em xin lỗi chị, em xúc phạm chim chị quá. Bà nội tụi bay. Con sẽ lên Sài Gòn. Tương lai của con là ở đó. Anh sẽ biến em trở thành một ngôi sao ca nhạc. Em sẽ có thể bay trên bầu trời nghệ thuật như một con chim. Tao mệt quá rồi mày làm gì vậy? Đúng không chim? Hả? Trời ơi, đừng có nương chim của tôi, anh tôi thêm đây. Này nè, ôi dạy nè, yêu chị. Chim ơi chim, chim chết chưa, chưa cây tật nói nhám nghe chim. Chắc chắn biết nói. Oh yeah.